Đại nhân, ngay vụ thảm sát ở Thái Hồ sao? Ta đang nghĩ về Dương Tử Dao. Dương Tử Dao? Hắn đã giết chết 18 tên tham quan. Về lý thì hắn đã lập đại công, nhưng lại mang tiếng chết với hổ đầu trảm của ta. Bao nhiêu năm qua, người này án này trong lòng bổn phủ là một vết thương không thể nào lành. Đại nhân, ngài đừng quá bận tâm về chuyện này. Pháp giữa tình, lý giữa nghĩa, khó mà thay đổi. Bổn phủ định là mời Côn Văn Long gặp mặt để cùng hắn thuật lại sự tích hào hùng trước đây của nhị đệ hắn. Dù hắn cãi bừa cũng được. Sau đó Côn Văn Long muốn xử ra sao thì tùy hắn. Là Nam Hiệp Triển Chiêu, vào trong báo cho đại ca hay. Kính chào Bảo đại nhân, Triển Hồ Vệ. Phiền thông truyền cho Lưu đại nhân, có Bảo đại nhân tới bái kiến. Tiểu nhân đã kêu người truyền đạt rồi. Bảo đại nhân, xin mời. Bảo đại nhân, mời ngồi. Bảo đại nhân, chẳng hay vụ án tại Thái Hồ tiến triển tới đâu rồi? Đa tạ Lưu đại nhân quan tâm. Gặp mặt lần đó, biết Lưu đại nhân có quen biết với Côn Văn Long, hôm nay bước vào đây xin Lưu đại nhân chỉ bảo. Côn Văn Long quen dùng thế đánh lén, đại nhân phải nên cẩn thận hơn. Bổn phủ luôn có Triển hộ vệ kề cận, đại nhân xin đừng lo. Triển hộ vệ là anh hùng cái thế, tại hạ bái phục vô cùng. Triển hộ vệ. Có tại hạ. Lưu đại nhân đang tiếp chuyện với người, sao người vô lễ quá vậy? Triển mẫu thất lễ. Lưu đại nhân, mới đây đám người của Côn Văn Long tập kích Linh Động, Triển mẫu đối phó nghiêm trọng, thân tâm mỏi mệt, tinh thần kém đi, nên đã thất lễ. Xin Lưu đại nhân thứ tội. Triển đại hiệp quá khách sáo rồi, khó tình Côn Văn Long sẽ bỏ qua chuyện này. Xin mời đại nhân dọn về nha môn ở tạm, như vậy mới có thể chiếu cố đại nhân. Đa tạ Lưu đại nhân quan tâm. Cá nhân bao chẩn coi an nguy là thường, tầm nã Côn Văn Long mới là đáng kể. Ta cứ bàn về chuyện công đi. Ha, chỉ cần tại hạ biết được sẽ diệt cỏ tận gốc. Ngọc Hương à, xương canh hầm nhừ chưa? Dạ nhừ rồi lão bá. Vậy thì mau mang ra cho lão gia ăn đi, lão gia thích món canh này lắm đó. Dạ. Công Tôn Sách thích dùng chén canh này, vậy ta chỉ cần bỏ thuốc mê vào chung canh này, ta không cần giết ngài mà vẫn lấy lại được chiếc vòng. Vào đi. Lão gia, con có hầm một chung canh, người mau ăn đi. Ta không ăn. Lão gia, dạo này con thấy tinh thần lão gia không được khỏe, nên cố tình làm chung canh này cho ngài, có lợi cho sức khỏe lắm. Ngài mau ăn đi. Công Tôn tiên sinh, đại nhân vừa về tới, đòi gặp tiên sinh gấp. Hả? Lão gia, ăn hết chén canh đã. Công Tôn tiên sinh, chắc đại nhân và Triển hộ vệ đã phát hiện dấu tích của Côn Văn Long. Đại nhân. Công Tôn tiên sinh,
Triển hậu vệ đã phát hiện được thêm một dấu vết, mời ngài sang đây tham khảo. Lần này Triển mổ hộ tống Bao đại nhân vào nha môn, vô tình phát hiện những nha sai trong quan phủ trang phục sau lưng có nhiều chỗ giá. Tiên sinh chắc vẫn còn nhớ, trong vụ án lúc xảy ra tại Thái Hồ, kẻ bị hại đều bị hung khí giết chết. Tuy là quân phục có những vết giá nhưng không đủ tang chứng. Nhưng mà chuyện này khiến cho Triển mổ cảm thấy lạ, bởi vì Triển mổ đã phát hiện những nha sai trong quan phủ, quân phục của mọi người đều có dấu vết giá. Chiếu theo lý không thể nào trùng hợp như vậy được. Chẳng lẽ số trang phục của những nha sai đó lột trên mình của những xác chết sao? Không sai. Vụ tàn sát ở Thái Hồ, nguyên nhân gì mà trên mình nạn nhân không một mảnh vải, bây giờ đã hiện rõ cho chúng ta thấy rồi. Nếu quân phục có vấn đề thì số người đó cũng có vấn đề. Số nha sai đó có vấn đề thì Lưu Tuần cũng có vấn đề. Đại nhân, vụ án ở Thái Hồ, một trong số người đó có một ông lão tuổi chừng ngũ tuần. Người này ngang tuổi tác với Lưu Tuần. Nếu xác chết đó chính là Lưu Tuần thì như vậy Lưu Tuần ở trong gia phủ đó chính là Cung Giang Long. Lưu Tuần đương đương là một viên án sát sứ, chức cao vọng trọng. Nếu chưa đầy đủ chứng cứ, tuyệt đối không thể dựa vào mấy bộ quần áo của nhà sai mà có thể mạo danh thăng đường được. Đại nhân, cổ tay trái của Cung Giang Long đã bị thuộc hạ đánh trọng thương. Trong vòng mấy ngày, vết thương này không thể lành hẳn được đâu. Đại nhân, sao không mời Lưu Tuần sang đây để thăm dò cử chỉ lời nói, để phân biệt hư thật chứ? Cha còn nghĩ gì nữa chứ? Cha đang suy nghĩ. Giả sử bên cha có một cao thủ như là Triển Chiêu thì không khác gì như hổ thèm canh. Hiện giờ con đang tức lộn ruột, vậy mà cha đi bái phục con người đó. Những chỗ trách của lũ nhà sai kia, lúc đó cha quá sơ ý. Hay mình lập tức rời khỏi Hồ Châu. Trước khi cha tới Hồ Châu, cha đã từng thề rằng không lấy được đầu của Bao Chẩn, cha sẽ không ra đi. Nhưng bây giờ Bao Chẩn đã phát hiện ra thân phận của cha rồi. Bao Chẩn chỉ hoài nghi, dựa vào vết rách trên quân phục, hắn không thể làm được gì. Nhưng vết thương trên tay cha phải giấu đi bằng cách nào đây? Lát nữa Bao Chẩn sẽ kêu người mang thiệp tới đây. Triển Chiêu sẽ thừa dịp này dạch rõ thân phận của cha. Lần này mình không tránh khỏi đâu. Cha, mình chạy trốn đi. Không giết được Bao Chẩn, cha thề không làm người. Giờ con đã trà trộn vào sơn trang của Công Tôn Sách. Nếu bỏ thuốc độc vào thức ăn thì chúng không thể nào thoát thân được. Cha, con vì cha cho nhị thúc đòi lại mối thù này. Cha cứ yên tâm đi. Không được, không được bỏ độc. Cha từng nói là bất chấp thủ đoạn mà. Nhị đệ của cha đã chết dưới hổ đầu đau của Bao Chẩn. Ta phải bắt Bao Chẩn chết dưới đau của Côn Giang Long này. Cha. Đại ca, Bao Chẩn đã sai người đem thiệp sang đây. Được. Bao Chẩn, đêm nay Côn Giang Long này sẽ hỏi tội của ngươi.